Chiều nay ngày 17 tháng 5, Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với Liên hiệp các Hội Khoa học và Công nghệ Thanh Hóa tổ chức hội thảo Giải pháp phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát huy vai trò của đội ngũ trí thức và định hướng ưu tiên trong thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh giai đoạn 2025-2030 để phục vụ phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh đến năm 2030. Tại hội thảo các đại biểu tập trung đánh giá thực trạng một số khó khăn vướng mắc trong phát triển hoạt động khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh, xây dựng đội ngũ trí thức trên địa bàn tỉnh, thảo luận định hướng ưu tiên trong thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh giai đoạn 2025-2030, tăng cường đầu tư phát triển tiềm lực khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, tăng cường hợp tác giữa các tổ chức khoa học công nghệ, doanh nghiệp cơ sở nghiên cứu trong và ngoài nước để thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ. Qua đó, đề xuất mục tiêu và giải pháp phát triển khoa học và công nghệ phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phục vụ sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Trước đó, các đại biểu đã ôn lại truyền thống ngày khoa học và công nghệ Việt Nam 18 tháng 5 nhằm tôn vinh đội ngũ cán bộ làm công tác nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ.